Thưa quý vị, trở lại với phần tin buổi tối ngày hôm nay là các bản tin có liên quan đến Việt Nam. Quan chức người Hoa Kỳ gốc Việt cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Bà Michelle Judah, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, là một quan chức gốc Việt cao cấp nhất hiện nay trong chính phủ Hoa Kỳ, vừa có chuyến thăm 4 ngày đến Hà Nội và Sài Gòn. Hôm 25 tháng 6, tòa Bạch Ốc ra thông báo nói rằng trợ lý ngoại trưởng Michelle Judah vào ngày 26 tháng 6 đến thăm Đại học Fulbright ở Sài Gòn và gặp gỡ các thành viên sáng kiến lãnh đạo trẻ ở Đông Nam Á. Tại đây, và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội loan báo hôm 29 tháng 6, trợ lý ngoại trưởng Michelle Judah là một trong những người Hoa Kỳ gốc Việt nắm giữ vị trí cao nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Bà đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ cũng như các tập đoàn khác nhau trước khi trở thành trợ lý ngoại trưởng. Trong một chương trình tiếp xúc với các sinh viên được phát trực tiếp trên Facebook từ Sài Gòn hôm 27 tháng 6, bà Judah nói rằng mẹ của bà là người gốc Việt và thường hay dạy cho bà tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, bà cảm thấy hối tiếc rằng tiếng Việt của bà không được thông thạo lắm, nhưng bà rất tự hào là một người con mang nửa dòng máu Việt và thừa hưởng nền văn hóa Việt. Thưa quý vị, xuất hiện phong trào bắt tuân luật an ninh mạng. Các nhà tranh đấu khởi xướng phong trào bắt tuân luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi trong và ngoài nước, vừa được Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang ký ban hành vào hôm 28 tháng 6. Từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định cho biết, từ việc người dân phản đối luật an ninh mạng sẽ tiến tới phong trào bắt tuân luật này khi luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới. Ông nói rõ ràng là trong bao nhiêu năm qua khi có Internet và mạng xã hội, nhất là sự phát triển của Facebook, khiến cho những tiếng nói chống lại chính sách sai lầm về mặt kinh tế, chính trị, xã hội của Đảng Cộng sản, buộc họ phải siết chặt thông tin, họ biết kiểm soát toàn bộ việc tiếp cận thông tin của người dân. Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã vi phạm chính bản hiến pháp 2013. Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ quan ngại nói rằng luật an ninh mạng của Việt Nam trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho biết Bộ Công an Cộng sản Việt Nam sẽ bảo vệ an ninh đặc biệt cho nhiệt điện Vĩnh Tân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang có kiến nghị lên Chính phủ Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an đưa Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bao gồm 5 nhà máy với tổng công suất 6.264 MW. Hiện nay, 3 nhà máy Vĩnh Tân 1, 2 và 4 đã đi vào hoạt động. Các dự án khác đang trong quá trình thi công. Nguyên do của động thái bảo vệ an ninh đặc biệt các nhà máy nhiệt điện của nhà cầm quyền Việt Nam liên quan đến vụ cá chết trong các lồng bè vừa qua ở Vĩnh Tân. Nhà chức trách đã lấy mẫu nước biển phân tích nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân của cá chết. Một số người dân có ý định kéo đến cổng nhà máy phản ứng nhưng được chính quyền vận động và giải thích nên sự việc không xảy ra. Truyền thông trong nước cho hay đến nay đã có gần 4 triệu mét khối tro xỉ tồn đọng ở nhiệt điện Vĩnh Tân và con số này không có dấu hiệu dừng lại. Khi đề cập về nhiệt điện Vĩnh Tân, truyền thông Việt Nam gần như tránh nhắc đến chi tiết các nhà máy này thuộc dự án đều do Trung Cộng đầu tư góp vốn với tỷ lệ lớn để kiểm soát. Nhân sĩ trí thức Việt Nam phản đối biện pháp trấn áp, cấm biểu tình. Thưa quý vị, chính quyền Việt Nam đã bị dư luận và các tổ chức nhân quyền thế giới chỉ trích và lên án vì đã mạnh tay đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa của dân chúng tại Việt Nam trong những ngày trung tuần của tháng 6 vừa qua. Các nhóm nhân sĩ trí thức ở trong nước vừa công bố bản tuyên bố về các cuộc biểu tình vừa nêu, đòi bãi bỏ hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng được công bố vào ngày 24 tháng 6. Trong đó khẳng định biểu tình bày tỏ nguyện vọng và ý chí là quyền hiến định của công dân theo điều 25 hiến pháp của Việt Nam. Nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn ghi nhận cuộc biểu tình nổ ra khắp các tỉnh thành tại Việt Nam trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 với sự tham gia của hàng ngàn người, là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bản tuyên bố đưa ra các yêu cầu đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt dự luật đặc khu kinh tế và hủy bỏ luật an ninh mạng, đồng thời phải chấm dứt ngay việc vu khống và bắt bớ đánh đập dân, trả tự do cho những người tham gia biểu tình bị giam giữ và quan trọng hơn hết là cần phải thông qua luật biểu tình để tạo điều kiện pháp lý cho người dân thực thi công khai, minh bạch quyền của họ được ghi trong hiến pháp vào năm 2013. Thưa quý vị, nữ tài tử Hillary Duff mang bầu, cô đang có nhiều cố gắng để chống lại việc ăn uống quá độ do việc mang thai. Nữ tài tử nổi tiếng Hillary Duff, năm nay 30 tuổi, là một danh tài đã nổi tiếng từ lúc còn bé trong các vai thiếu nữ vị thành niên và được các thiếu nữ vị thành niên của Hoa Kỳ ưa thích. Từ năm 2001 cho đến 2004, cô đã nổi tiếng trong show truyền hình Lizzie McGuire, được nhiều fan truyền hình trẻ tuổi ưa thích.
từ truyền hình và sau đó cô cũng được mời đóng phim khi show này được đóng lại trên màn ảnh lớn với tên The Lizzie McGuire Movie. Cô đang mang thai và sẽ hạ sinh một bé gái trong vài tháng sắp tới. Dĩ nhiên bé gái trong người cô cũng đòi hỏi cô phải gia tăng mức ăn uống. Việc đòi hỏi này nhiều lúc khó làm cho người mẹ mang thai không kiềm chế được. Cô đã hạn chế việc ăn uống quá đáng này bằng các phương cách chỉ ăn trái cây mà thôi. Báo chí đã nhìn thấy cô nhiều lần ghé lại các sạp bán trái cây tươi ở thành phố Los Angeles để mua trái cây, thay thế cho những cơn đòi ăn thực phẩm. Cô đã ăn vận rất giản dị, trang điểm nhẹ nhàng khi ra ngoài với một áo lớn rực rỡ màu sắc mùa hè để che khuất phần bụng của mình. Rất siêng năng vận động, cô cũng đang mang áo quần đến các tiệm giặt ủi trong khi đi dạo khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin giải trí tiếp theo cho hay về bộ phim âm nhạc Mamma Mia Here We Go Again sẽ ra mắt khách mộ địa vào ngày 20 tháng 7 sắp đến. Sau thành công đầu tiên vào năm 2008 với bộ phim âm nhạc và tình cảm nhẹ nhàng và mang tính hài hước của phim Mamma Mia năm 2008, Al Parker lại làm thêm một bộ phim tiếp nối phim trên với tựa đề Mamma Mia Here We Go Again. Bộ phim thứ hai này sẽ có mặt của các tài tử nổi tiếng từ Hollywood. Và trong phim này, nữ tài tử Gia năm nay đã 72 tuổi sẽ đóng vai người mẹ của cô đào Mary Shipp và cô sẽ có cơ hội để hát bài nhạc nổi tiếng của Abbas by Fernando. Phim tiếp theo này sẽ kể lại câu chuyện của một thiếu nữ 20 tuổi sắp làm lễ cưới, Sophie Sheridan. Cô này đã bí mật tìm cách mời 3 khách mời đặc biệt đến dự lễ cưới của mình, mà một trong 3 khách mời đó chính là người bố của mình. Trong khi đó, bà nội của cô do tài tử Gia đóng, một người cô chưa bao giờ gặp mặt lại bất ngờ đến dự lễ cưới nói trên. Đoạn này hết sức cảm động. Bộ phim đầu tiên Mamma Mia cách đây 10 năm đã thu được hơn 600 triệu Mỹ Kim trên khắp thế giới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối cho thứ Bảy ngày 30 tháng 6 cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị.